Theo quy định của pháp luật Nhật Bản có 5 phương án để doanh nghiệp giữ người lao động biên chế cho đến khi họ 70 tuổi, chẳng hạn như các công ty có thể tăng hoặc bỏ tuổi nghỉ hưu, thuê lại các nhân viên sau khi đã nghỉ hưu nếu họ có nhu cầu quay trở lại làm việc đến 70 tuổi. Đối với tất cả những người xung quanh tôi, chúng tôi đều thấy rằng thật tốt khi có thể làm việc đến 70 tuổi. Tôi thậm chí muốn làm việc đến 73 hoặc 74 tuổi. Hiện tại tuổi nghỉ hưu của người lao động Nhật Bản là 65 tuổi, luật sửa đổi đã nâng độ tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi nhưng không phải bắt buộc. Theo thống kê có khoảng 36,17 triệu người trên 65 tuổi ở Nhật Bản, chiếm 28,7% dân số. Việc tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động và giảm gánh nặng lương hưu.